Câu hỏi đến từ khán giả Phú Phí Trung Nguyên với số điện thoại 0927, 3 số cuối là 739 ở tại Kiến Sương, Thái Bình. Khán giả cho biết là lợn nái của gia đình khán giả đã đẻ 4 lứa rồi, tách con được 2 tháng nhưng lợn không động dục trở lại, lợn vẫn khỏe mạnh bình thường. Đã nhờ cán bộ thú y tiêm thuốc kích dục nhưng không mang lại hiệu quả. Xin hỏi nguyên nhân vì sao và cách khắc phục như thế nào? Thưa chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương ạ. Vâng, kính thưa khán giả. Thông thường thì lợn nái mà sinh con sau khi mà cai sữa thì chỉ tầm độ 4 đến 6 ngày thì đã động dục trở lại. Thế nhưng mà ở đây khán giả cho biết rằng là con lợn này đã tách con được 2 tháng mà chưa động dục thì chứng tỏ là nó cũng có rất là chậm rồi. Thì nguyên nhân gây nên cái hiện tượng động dục chậm này thì có một số vấn đề. Thứ nhất là do có thể nó bị viêm đường sinh dục. Đấy, viêm đường sinh dục thì nó cũng sẽ cái nội tiết tố mà để kích thích rụng trứng là sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, thì đấy là một cái bệnh đầu tiên mà hay xảy ra ở lợn sinh con đã nhiều lứa. Thế còn một nguyên nhân nữa là cũng có thể là nó nhiều khi là cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng của mình nó không hợp lý. Thế lợn mà béo quá, thường bây giờ những cái giống lợn ngoại đấy thì nó lại thường nó béo và cái khả năng động dục nó cũng chậm hơn so với những cái giống lợn nội của chúng ta. Đấy, thế nhưng ở đây thì khán giả cũng đã nói là tiêm kích dục rồi. Thì thông thường thì chúng ta muốn để cho con lợn nái mà sinh sản, cái khả năng sinh sản của nó tốt một cách bền vững thì thường chúng ta tác động ngay từ cái khâu chăm sóc nuôi dưỡng và chế độ dinh dưỡng. Đấy, chứ còn khi chúng ta chỉ tiêm những cái thuốc kích dục đấy thì nó chỉ có tính chất tại chỗ. Đấy, nó kích thích cho buồng trứng để rụng trứng vào lúc thời điểm bây giờ. Đấy, cho nên là với theo tôi thì bây giờ đã tiêm rồi thì chúng ta cũng theo dõi thêm thôi để chờ. Còn kia tôi khuyên là những con lợn nái trong đàn thì chúng ta hãy có chế độ chăm sóc hợp lý hơn. Đấy, muốn cho nó sinh sản tốt thì khán giả hãy bổ sung các thức ăn giàu vitamin E, ví dụ như giá đỗ hay thóc mầm. Đấy, thì định kỳ chúng ta bổ sung, ví dụ một tháng có thể bổ sung một đợt hoặc đến hai đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 ngày, với cái lượng thóc mầm hoặc giá đỗ là chiếm khoảng 10% cái khối lượng thức ăn. Đấy, thì như thế thì chúng ta đã bổ sung trong cả một quá trình thì nó đầy đủ với vitamin E thì nó buồng trứng nó phát triển tốt, các cái nội tiết tố sinh dục nó đầy đủ thì cái quá trình mang thai mới đảm bảo. Đấy, chứ còn cái việc tiêm mà kích dục thì cũng chỉ là một giải pháp tạm thời. Đấy, cho nên là với con lợn này thì bây giờ đúng là lợn thì đang rất là hiếm rồi, đúng không ạ? Chúng ta đang phải tăng đàn một cách rất là chậm bởi vì con nguồn giống còn khó khăn. Cho nên là theo tôi thì khán giả nên áp dụng những cái biện pháp mà nó bền vững như vậy thì chúng ta sẽ khai thác được nhiều hơn. Và chúc khán giả chăn nuôi thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương với những tư vấn vừa rồi. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi khác dành cho chuyên gia Đinh Văn Thành. Một câu hỏi trong lĩnh vực trồng trọt đến từ khán giả Trịnh Viết Quân với số điện thoại 0393 và 3 số cuối là 358 ở tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Khán giả có trồng cây cam vinh và cam đường canh, thu hoạch được khoảng 4 cho đến 5 vụ. Quả thì có hiện tượng rám nâu, ghẻ quả, vỏ thì sần sùi và ngoài da bình thường. Xin hỏi nguyên nhân vì sao và cách khắc phục trong trường hợp này như thế nào ạ? Vâng, thưa anh Quân và thưa bà con, cái hiện tượng mà cam vinh hoặc là cam đường canh được 4-5 vụ rồi mà lại quả ra, đến lúc quả ra lại có cái hiện tượng nhám nâu, ghẻ quả và vỏ thì sần sùi. Đấy, thì đây là cái triệu chứng rất là điển hình của cái việc là cây đã bị bệnh do nấm gây hại. Thì nó đây gọi là cái bệnh ghẻ do nấm gây hại. Đấy, và thế và cái tên bệnh và cái triệu chứng thì cái nguyên nhân bệnh là do nấm rồi. Thế còn cái bệnh này thì nguyên nhân tại sao có cái bệnh này, thì thông thường cái bệnh này thì thường hay xuất hiện vào mùa mưa, và đặc biệt là những cái vườn nào mà ít tỉa cành tạo tán để cho cái tán lá nó rậm rạp quá. Thế và có thể là kể cả những cái vườn lâu năm cây to rồi nhưng mà cũng không chú ý đến cái mật độ trồng, mà trồng hơi dày thì cũng có tạo cái điều kiện cho ẩm độ ở trong vườn nó cao thì nó bị cái nấm nó phát triển mạnh, và đặc biệt là nó có triệu chứng ở trên quả là nó ghẻ, nó sần sùi trên quả trông rất là xấu.
xấu mã và đã bị cái triệu chứng đó mà không giải quyết được thì đến cuối vụ sẽ không bán được do nó xấu mã. Đấy, cho nên bà con lưu ý là phải trị sớm, khi mà có cái hiện tượng đó thì chúng ta phải tiến hành trị sớm. Và muốn hạn chế cái lây lan phát triển của cái bệnh này thì bà con lưu ý mấy cái việc như sau. Một là ngay từ đầu chúng ta phải đảm bảo cái mật độ trồng, không nên trồng dày quá. Thứ hai là cái cỏ trong vườn chúng ta cũng phải giải quyết đi. Thứ ba là và cái cỏ trong vườn thì không nên dùng thuốc trừ cỏ mà dùng cái máy cắt cỏ mini, chúng ta cắt nó đi. Đấy. Một cái việc tiếp theo nữa là chúng ta cần phải thường xuyên tỉa cành tạo tán cho vườn phải khô ráo thông thoáng và ánh sáng nó phải chiếu được phía dưới tán lá thì lúc ấy nó mới khô được, nó mới đỡ. Thứ tư nữa là thoát nước cho nó thật tốt, không để đọng nước ở trong rãnh, không để đọng nước ở trên mặt luống. Đấy là những cái nguyên tắc rất cơ bản. Thế và một năm thì nên bón ít nhất là 2 lần vôi cho đất trồng cái cây cam này. Đấy, vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa. Đấy, và một cái biện pháp tiếp theo nữa là tăng cường bón phân chuồng ủ trộn với nấm Trichoderma và phân lân, chứ không nên dùng nhiều cái đạm hóa học. Bà con bây giờ thì rất là hay dùng cái phân tổng hợp NPK, nhưng trong cái NPK đấy cũng là dạng đạm hóa học, nó không tốt bằng cái đạm mà chúng ta chế từ hạt đậu tương, hạt ngô, tức là đạm thực vật, thì nó sẽ lành hơn, cây nó phát triển cân đối, và cái độ quan trọng nữa là nó chống bệnh rất là tốt và chất lượng quả thì lại ngon. Đấy, cho nên bà con lưu ý cho tôi. Và cuối cùng, nếu có phát hiện triệu chứng thì cần phát hiện sớm và sử dụng một trong các cái hoạt chất sau đây để mà phun trừ cho vườn ít nhất là 2 lần cách nhau 7 ngày. Đó là các cái hoạt chất là copper oxychloride cộng với streptomycin, thứ hai là mancozeb cộng metalaxin, thứ ba là chlorothalonil, thứ tư là một trong các cái thuốc cấp đồng là chúng ta có thể chữa được cái bệnh này tương đối tốt. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Đinh Văn Thành về những tư vấn vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, xin được chuyển sang một câu hỏi khác. Câu hỏi đến từ khán giả Phạm Thị Hồng Yến, số điện thoại 0702, ba số cuối là 108, ở tại Tây Hòa, Phú Yên. Gọi điện đến chương trình, khán giả cho biết là con bò 2 năm tuổi của gia đình khán giả có biểu hiện là bị đầy hơi, khó tiêu, bỏ ăn, bị 2 ngày nay và khán giả đã sử dụng bilocabin. Xin hỏi nguyên nhân và cách xử lý trong trường hợp này ra sao, thưa chuyên gia Liên Hương ạ? Vâng, kính thưa khán giả, cái hiện tượng bò mà nó có cái biểu hiện là đầy hơi, khó tiêu và bỏ ăn thì nó có một số nguyên nhân. Thứ nhất là có thể chất lượng thức ăn là không tốt, cho nên là đã làm cho cái quá trình lên men sinh hơi quá nhiều và nó ức chế, làm cho con bò nó cảm giác no thì nó cũng sẽ không ăn. Đấy, và nếu mà để lâu mà cái quá trình lên men vẫn cứ tiếp tục, đấy, hơi sẽ càng ngày càng nhiều thì có thể nó gây cản trở. Đấy, nhiều con bò bị chết bởi vì là nó chèn ép hô hấp và tuần hoàn. Đấy, tim phổi nó bị chèn thì nó cũng rất là dễ chết. Thế còn ở đây một cái nguyên nhân nữa là có thể là cái bệnh ví dụ bệnh liệt giả cỏ. Đấy, thì nó có thể là cũng là cái tác nhân mà làm cho nó không nhu động được. Đấy, không nhu động được thì cái không đẩy được cái hơi đi thì là sẽ bị chướng hơi như vậy. Đấy, thì ở đây khán giả đã dùng cái pilocarpin thì là cái thuốc mà để điều trị cái bệnh liệt giả cỏ. Đấy, và nó cũng có tác dụng là làm cho có thể là hấp phụ ngược những cái dịch viêm. Đấy, thì đấy là những các cái về cái hướng mà liệt giả cỏ. Nhưng nếu mà ở đây khán giả dùng mà chưa thấy có hiệu quả thì chứng tỏ không phải liệt giả cỏ mà có thể là do nguyên nhân thức ăn. Đấy, thức ăn quá nhiều những cái chất mà nó không phù hợp, nó gây ức chế. Nó gây ức chế cái nhu động, đồng thời nó tăng cường cái vi sinh sinh vật sinh hơi. Đấy, những cái vi sinh vật lên men sinh hơi quá nhiều. Cái trường hợp này thì có thể là khán giả vẫn tiếp tục dùng pilocarpin kết hợp với việc có thể dùng thêm cái bia hơi để cho nó tống hơi nhanh. Đấy, bởi vì là khi con bò nó uống bia hơi vào, nó sẽ thải hơi qua, một là ợ hơi, hai là thải qua đường hậu môn. Đấy, đấy là hai cái hình thức thải hơi rất là hiệu quả và hữu ích.
thì với cái khối lượng cứ 100 cân bò thì tương đương với 1 lít bia hơi. Đấy thì nếu ví dụ như ở đây con bò 2 năm thì nếu mà 300 kg con này thì khán giả cho uống 3 lít bia hơi. Đấy nếu mà cái khối lượng nó lớn hơn thì chúng ta cứ tương ứng như vậy. Thế nhưng mà nếu mà cảm giác mà chúng nó uống một lần mà không hết thì có thể chúng ta chia ra làm 2 lần, nó cách nhau độ 3-4 tiếng. Đấy thì chúng ta cũng không khó gì, chúng ta đưa bia vào cái chai nhựa, chúng ta cầm mũi con bò nâng cao lên và chúng ta đổ qua cái mép cái phần không có răng này, thì con bò nó sẽ từ từ nó uống. Đấy uống bia hơi vào và nó thải hơi cũng sẽ nhanh. Đấy thì đấy là cái hình thức mà chúng ta kích thích cho nó ợ hơi. Thế còn cái trường hợp mà ăn nó khó tiêu, khó tiêu thì về khi mà nó đã ợ được hơi rồi đấy thì cái nhu động của nó mà tăng lên, thì chúng ta muốn cho cái nhu động tăng thì có thể là chúng ta giã củ gừng. Đấy ví dụ chúng ta chỉ giã tầm độ 100 g đấy hay hoặc 200 g gừng, sau đấy thì chúng ta dấp nước và đưa vào một nắm rơm khô hoặc là lấy cái rẻ mà nó hơi nhám một chút. Đấy những cái vải nó hơi cứng cứng để chúng ta nhúng vào cái nước gừng đấy và chúng ta xoa ở hõm hông bên trái. Nhớ là hõm hông bên trái là cái vị trí của dạ cỏ. Đấy thì chúng ta xoa, thường là chúng ta xoa theo chiều kim đồng hồ. Đấy thì để cho cái nhu động dạ cỏ nó tăng lên. Đấy thì cái quá trình là thải hơi nó sẽ được tích cực và cái những cái vi sinh vật có lợi trong dạ cỏ thì nó mê hồi phục lại và nó sẽ ức chế bớt những cái vi khuẩn lên men gây hơi thì là bệnh nó cũng sẽ thuyên giảm. Đấy, thì đấy là những cái biện pháp hết sức cần thiết. Còn khi mà thấy hơi quá nhiều thì khán giả nên để cho con bò đứng ở tư thế chân trước cao hơn chân sau. Đấy chú ý là như vậy thì để cho nó không dồn cái áp lực của cái dạ cỏ nó quá lớn, nó chèn tim và phổi thì nó sẽ không hạn chế những cái ảnh hưởng đến tuần hoàn của hô hấp. Đó, chúc khán giả xử lý thành công. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thị Liên Hương với những tư vấn kỹ lưỡng vừa rồi. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi khác mà chúng tôi vừa nhận được. Câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại là 0376, ba số cuối là 285. Khán giả hỏi là muốn trồng cây hoa hướng dương cảnh để hoa nở vào đúng dịp Tết thì nên trồng vào thời điểm nào? Thưa chuyên gia Đinh Văn Thành ạ. Vâng, thưa khán giả và thưa bà con, muốn trồng cây hoa hướng dương để có hoa nở đúng vào dịp Tết thì bà con nên lưu ý là như thế này, nên trồng trước cái dịp Tết tròn 3 tháng thì sẽ có hoa nở vào đúng dịp Tết. Ví dụ nếu mà Tết vào cuối tháng 1 thì tính là tháng 1, tháng 12, tháng 11 thì cuối tháng 10 dương lịch là chúng ta đã trồng. Còn nếu mà Tết vào giữa tháng 2 dương lịch chẳng hạn thì tính ra đến giữa giữa tháng 1, giữa tháng 12, giữa tháng 11 thì trồng vào cái dịp là mùng 10, 12 dương lịch tháng 11. Đấy, tức là cứ tính lùi lại khoảng 3 tháng trước Tết chúng ta trồng thì lúc ấy hoa nó sẽ nở đúng vào cái dịp Tết âm lịch để chúng ta có hoa trước Tết. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục giải đáp cho câu hỏi của khán giả Lê Văn Dũng với số điện thoại là 0336 và ba số cuối là 345 ở tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Khán giả cho biết là cây hoa hồng trồng được 10 năm, hỏi có nên đánh lên để chuyển ra chỗ khác hay không? Thưa chuyên gia Đinh Văn Thành ạ. Vâng. Thưa anh Dũng và thưa bà con, ở đây thì anh Dũng có hỏi là cây hồng 10 năm tuổi chứ không phải là cây hoa hồng. Cây hồng ở đây thì tôi có thể có hiểu là có thể là cây hồng xiêm hoặc là cây hồng ăn quả. Dạ, cây Đấy. hoa hồng đấy ạ, thưa chuyên gia. À, cây hoa hồng. Vâng ạ. Cây hoa hồng thì nếu mà đúng là cây hoa hồng thì hoàn toàn anh có thể đánh được. Bởi vì những cái cây ăn quả mà rất khó đánh đến 10 năm thậm chí hơn nữa người ta vẫn đánh được. Thì cây hoa hồng hoàn toàn lại 10 năm thì lại càng còn dễ đánh hơn là những cái cây ăn quả lâu năm. Đấy. Cho nên là đánh với cái cây hồng đánh thì cũng cũng như là thậm chí cũng như là những cái cây ăn quả. Đấy, cây hồng 10 năm thì cũng là cái cây mà có cái bộ rễ cũng phát triển tương đối rộng hoặc là cái bộ cành, bộ tán tương đối lớn. Thế thì bà con lưu ý như thế này thôi. Một là nên đánh cho nó có vòng để làm sao nó ít ảnh hưởng đến cái bộ rễ của nó. Thứ hai là trước khi đánh chúng ta nên
phạt bớt cái cành đi. Phạt bớt cành để làm gì? Phạt bớt cành chẳng qua rằng là khi mà chúng ta đánh chẳng may mà nó có ảnh hưởng đến cái bộ rễ, chúng ta chuyển sang trồng ở chỗ mới thì cái bộ rễ ấy nó chưa hút được nước, thì nếu mà ta phạt bớt cành bớt lá đi thì nó sẽ đỡ cái chuyện tiêu hao bốc thoát hơi nước, thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến cái bén rễ, đến cái hồi phục của cây đấy. Và bây giờ thì nó có cái rất là tiện là vì nó có những cái chế phẩm, nó có thể chúng ta trồng ra chỗ mới, sau khi đánh như thế nào đấy thì đánh, nhưng mà trồng ra chỗ mới là chúng ta tưới luôn cái chế phẩm đó, ví dụ như đó là lục diệp tố đấy, thì pha cho nó đúng theo khuyến cáo tưới, thì khi trồng ra chỗ mới rồi chúng ta chỉ cần tưới một lần lục diệp tố là nó kích thích nó ra cái rễ mới rất là nhanh, cho nên là đánh cây, thậm chí cây lâu năm người ta vẫn có khả năng cho ra cái rễ mới rất là nhanh, và cái khả năng hồi phục nó rất là tốt, cho nên là anh cứ mạnh dạn làm, anh không có sợ gì. Với cây hoa hồng thì là càng dễ đánh hơn những cái cây ăn quả lâu năm. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Xin được đến với câu hỏi của khán giả Hà Tiến Lực, số điện thoại 0392, 3 số cuối là 998, ở tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Hiện nay gia đình khán giả có một đàn gà thương phẩm 2,5 tháng tuổi. Khoảng 20 ngày nay thì gà có hiện tượng là hen khẹt, vẩy mỏ, đã dùng thuốc nhưng chưa đỡ. Xin hỏi nguyên nhân và cách khắc phục trong trường hợp này ra sao? Xin mời sự tư vấn của chuyên gia Liên Hương ạ. Vâng, kính thưa khán giả, cái hiện tượng mà gà hen khẹt, vẩy mỏ thì chúng ta hay lo ngại đến bệnh đường hô hấp mãn tính, hay chúng ta còn gọi là bệnh CRD. Đấy, thì cái hiện tượng nếu mà nó không có vẩy mỏ thì chúng ta còn có thể nghi ngờ là có thể là Newcastle. Thế nhưng mà đã vẩy mỏ thì thường là nó do cái dịch viêm ở trong cái đường hô hấp, mà nhất là nó hay kích ứng lên mũi, làm cho con mũi của con gà, mà nó biết rồi, mũi là cái niêm mạc nó rất là nhạy cảm. Thế mà khi nó đã có dịch nó chảy ra rồi thì nó hay ngứa và nó hay vẩy. Đấy, cho nên cái hiện tượng vẩy mỏ là chúng ta rất dễ quan sát ở những cái đàn vật nuôi mà bị bệnh đường hô hấp mãn tính. Đấy, cho nên là ở đây thì khán giả nói dùng thuốc không hiệu quả thì có hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta có thể dùng những cái thuốc mà nó đã bị kháng lại rồi, cái vi khuẩn gây bệnh nó đã kháng lại, chúng ta gọi là hiện tượng kháng kháng sinh. Đấy, cái thứ hai là chúng ta có thể là ở đây nó còn ghép, ví dụ nó có ghép với E. coli thì chúng ta dùng, nếu mà chỉ dùng đơn thuần thuốc về đường hô hấp thì cái việc điều trị nó cũng chậm hơn là cái việc chúng ta phối hợp thuốc đặc trị đường hô hấp và một kháng sinh phổ rộng. Ở đây tôi muốn nói là thuốc điều trị đặc trị đường hô hấp, ví dụ tilosin, tiamulin hoặc tinmicosin, nhưng chúng ta phối hợp với những kháng sinh phổ rộng như flocanicol hoặc doxycycline hay oxytetracycline, thì mỗi một loại chúng ta chỉ dùng liều bằng 1/2 liều hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng mà hiệu quả của nó thì tác dụng tăng lên rất là rõ ràng. Đấy, và đồng thời khi chúng ta điều trị, bao giờ chúng ta cũng phải cải thiện môi trường chăn nuôi. Bởi vì sao? Bệnh đường hô hấp mãn tính là bệnh mà do cái khí độc trong cái chất thải của gà, trong cái tiểu khí hậu chuồng nuôi nó quá cao. Đấy, do là thứ nhất mật độ có thể đông, thứ hai có thể là chuồng kém thông thoáng, cho nên là cái gió nó không thổi được những cái khí thải ra khỏi chuồng, và nó tích tụ trong cái tiểu khí hậu chuồng nuôi, và nó làm kích ứng niêm mạc của con gà, và con gà sẽ bị viêm đường hô hấp mãn tính, bệnh nó sẽ trầm trọng hơn. Chính vì thế cho nên một mặt là chúng ta điều trị, một mặt là chúng ta bổ sung vitamin để nâng sức đề kháng, ví dụ các vitamin rồi thuốc trợ sức trợ lực, và phải cải thiện môi trường chăn nuôi như tôi đã nói, phải giãn mật độ ra, tăng thông thoáng chuồng nuôi. Đấy là những cái biện pháp hết sức cần thiết trong điều trị bệnh đường hô hấp mãn tính ở gà nói riêng và các cái vật nuôi nói chung. Đấy, thì chúng ta bao giờ cũng phải nhớ rằng dùng thuốc phối hợp vừa thuốc đặc trị vừa kháng sinh phổ rộng, dùng vitamin trong khi điều trị, chúng ta phải cải thiện môi trường chăn nuôi, và khi dừng kháng sinh thì chúng ta bổ sung men tiêu hóa hoặc chế phẩm sinh học. Và ở đây đàn gà của khán giả 2 tháng rưỡi nếu mà nuôi thương phẩm thì cũng có thể chỉ 2 tuần nữa là chúng ta đã bán thịt được. Đấy, chính vì thế cho nên chúng ta phải điều trị dứt điểm, đồng thời chúng ta dừng thuốc trước khi giết thịt theo đúng quy định để không tồn dư kháng sinh trong thực phẩm, không ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm, cũng thì tương ứng với việc là không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Đấy là những việc mà chúng tôi cũng cần phải khuyến cáo, và chúc khán giả xử lý thành công.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Liên Hương với những tư vấn vừa rồi.